Hello, xin đón chào cả nhà nha. Hôm nay Ocean TV đi đám cưới nha cả nhà. Đây là đám cưới của người dân tộc Khmer. Ocean sẽ quay cho cả nhà cùng xem nơi đám cưới của người Khmer gồm có những lực lễ và phong tục làm như thế nào nha cả nhà. Con đường cả nhà thấy không? Con đường nó vô rất là nhỏ luôn, thấy không? Con đường rất là nhỏ nè. Đây. Ở bên đây có mé sông nè cả nhà. Thấy không? Làm cái cổng là làm rất khéo nè cả nhà. Hai bàn to mà biết thế nhưng mà đây xong rồi đọc thành chơi nhé. Đặt thôi chào chơi. Còn thuốc mà ai chỉ con thì ta và cứ chỉ bọn hôn được bọn chào chơi trong đó. Anh trên là đàn bây thức ớt thì chỉ chăm rơn chăm nông ai chân đào chào. Xong cơ đọc anh chơi. À cái nhóm bạn còn xong thiêu phê. Xong mà thiêu phê ngay bài khôn tròn đài. À nạc phê ngay. Cái nhóm bạn xong thiêu thì chăm ngay. Đám cưới dùng quê nha cả nhà. Mình có YouTube nè, là YouTube nè, ca sĩ. Ca sĩ này ca sĩ dùng quê nha. Ca sĩ dùng quê. Cả nhà sống nè cả nhà. Cả nhà mình cùng xem coi đám cưới dùng quê có những món ăn gì nha cả nhà. Cù lao nè.
Thank you.